Chúc các bạn sang một năm mới 2022 sức khỏe, thành công và hạnh phúc bên đại gia đình. Và chúc toàn bộ quý khán giả toàn quốc cũng như toàn cầu đang xem trên kênh Nhà Đẹp NTN, các bạn xây được những căn nhà thật đẹp, thật sang trọng và hợp với xu hướng xây dựng hiện nay. Hôm nay thì Nguyễn Tất Nhiên lại đang đến một căn nhà biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng rất là đẹp với hai nội dung, ba nội dung. Thứ nhất là chúc sức khỏe của gia chủ cũng như là của mẹ gia chủ, và sau đó mình cũng có đặt mua một chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay cũng là có một cái sự kiện đặc biệt là bố của mình mừng thọ 80 tuổi để phục vụ chung theo cái chỉ thị chung của Đảng và Nhà nước. Thì mình không tổ chức khao thọ, mình chỉ mua bánh sinh nhật về mừng bố sinh nhật lần thứ 80. Trước khi mua bánh thì cũng mời các bạn tham quan lại ngôi nhà biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng. Nó là cái xu hướng xây dựng hiện nay. Giờ mình xin quay lại màn hình để các bạn được tham quan ạ. Ngôi nhà này thì mình đã có một video quay trực tiếp rồi. Nếu quý vị nào quan tâm cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng thì có thể tìm trên kênh Nhà Đẹp NTN để các bạn xem cái video mình quay. Chứ đây hôm nay thì mình đang phát sóng trực tiếp. Các bạn thấy căn nhà có đẹp không ạ? Và bạn này thì chính là Ngọc Anh ở Trung Nguyên đang làm bánh. Mình đến để đặt bánh sinh nhật đây ạ. Và vẫn con ngựa sắt huyền thoại của mình thường xuyên đồng hành trong cái những cái clip chia sẻ những ngôi nhà mới đấy ạ. Cái tổng diện tích đất của ngôi nhà này khoảng gần 400 mét vuông đất các bạn nhé. Còn diện tích nhà thì 15 nhân với 11. Biệt thự nhà vườn mái Nhật thì 2 năm trở lại đây là cái xu hướng xây dựng một tầng hoặc hai tầng thì được xây dựng rất là nhiều, bởi vì nó thẳng phẳng, đơn giản, tiết kiệm xây dựng và là xu hướng xây dựng hiện nay. Cái màu sơn của ngôi nhà này các bạn thấy có đẹp không ạ? Rất trang nhã, màu sơn trắng chính là màu của xu hướng hiện nay, trắng và điểm mà những cái màu cà phê cháy đấy ạ. Chúc các bạn ăn Tết thật vui vẻ và sức khỏe, thành công, hạnh phúc bên đại gia đình. Phía trước của ngôi nhà thì bạn xây một cái khu làm bánh ngay phía trước, theo một cái không gian thẳng phẳng, thoáng mở và rất là sạch sẽ. Cửa kính hết như vậy thì nó vừa sáng này, vừa nó đảm bảo cái vệ sinh, nó không ruồi muỗi nó không vào đó. Biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng. Mặt tiền rộng 15m và chiều sâu 11m. Ngôi nhà này thì cũng là ngôi nhà của một đồng đội của mình. Bạn ấy tự tính toán về phong thủy. Và toàn bộ phía bên trái của ngôi nhà cũng chính là bên thanh âm. Thì bạn ấy xếp khu bếp này, khu vệ sinh này, khu phòng khách này là toàn bộ ở bên trái. Chút nữa mình quay vào trong để các bạn tham quan tiếp. Bên dưới chân tường ốp rất cao bằng cái đá thanh hóa, đá tách của thanh hóa.
Toàn bộ phía sau thì bạn làm ra những cái khoảng thò để tạo cho ngôi nhà hầm hố hơn, đẹp hơn. Đây, quay để các bạn xem ạ. Và những cái đường trang trí rất là thẳng phẳng các bạn nhé. Phong cách hiện đại. Bên dưới không thể thiếu những cái khoảng sân vườn, cỏ cây, hoa lá. Nó cũng tạo cái điểm nhấn sinh động cho ngôi nhà và nó cũng chính là cái lá phổi tự nhiên giúp ngôi nhà xanh mát hơn. Hiện nay chúng ta xây dựng ngôi nhà không còn chỉ để là ở nữa, mà nó chính là để chúng ta hưởng thụ cuộc sống. Thì các bạn rất nên có nhiều cái sự tham khảo trên các kênh YouTube, hoặc là đi tham quan thực tế, hoặc là chia sẻ với những người có kinh nghiệm hơn, nếu để tối ưu không gian, tối ưu tiền bạc. Cái căn này tổng đến bây giờ khoảng 1,5 tỷ các bạn nhé. Tổng đến bây giờ khoảng 1,5 tỷ ạ. Chi phí xây dựng bình thường thì nó sẽ khoảng 5 triệu đến 5 triệu rưỡi một mét vuông là các bạn sẽ đạt được ngôi nhà ở mức khá. Tuy nhiên hiện nay thì cũng rất nhiều bạn xây đến mức 7, 8 triệu một mét vuông, chục triệu một mét vuông cũng có rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu hỏi gì cứ hỏi ạ. Mình sẽ vừa review vừa trả lời các câu hỏi của các bạn. Bên ngoài cổng tường rào bạn làm cũng rất đơn giản và có sự khác biệt, có sự tinh tế và sự khác biệt này. Cái hàng rào này thì bạn làm bằng cái lam gỗ tự đổ và làm hơi treo chéo, nó giống như kiểu chớp đấy ạ. Các bạn thấy ngôi nhà có đẹp không ạ? Nếu các bạn có nhu cầu tư vấn phong thủy, thiết kế nhà đẹp, hãy gọi cho mình số điện thoại 0945032392. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn. Số điện thoại này mình cũng có thể ghim dưới phần bình luận, các bạn tìm hiểu. Mình sẽ ghim xuống dưới phần bình luận để các bạn tiện liên hệ với mình. Dù có thiết kế hay không có thiết kế, hoặc có bản thiết kế rồi, các bạn cũng đúng rồi bạn Thế Đại ơi, 5 triệu rưỡi là có cả vật liệu, có cửa rồi, có trần rồi, sơn chít chát lát nền rồi. Và cái mức 5 triệu rưỡi thì nó chỉ là ở cái mức khá thôi các bạn nhé, và là cửa nhôm kính xin pha. Chứ còn nếu các bạn đầu tư cửa gỗ thì nó lại khác ạ. Cửa bạn này đang làm bằng sắt sơn tĩnh điện, sắt nghệ thuật các bạn nhé. Sơn tĩnh điện nhũ vàng. Đó. Và toàn bộ bên này là bạn ấy thiết kế WC rồi phòng tắm WC chung ở vế bên trái của ngôi nhà. Sảnh thiết kế cân ở chính giữa tim cột sảnh là 4 mét. Trụ sảnh vuông 50. Và từ trụ sảnh đến cái bậc hiên là bạn ấy đang ốp bằng đá Alaska. Cái đá này thì nó hơi đắt các bạn nhé. Cửa gỗ nó sẽ dao động, cửa gỗ lim nó sẽ dao động từ 3 triệu một mét vuông, chưa tính khuôn các bạn nhé. Nó còn do cái độ dày mỏng rồi các cái chất liệu khóa như kìa các bạn kìa. Cái chất liệu khóa các bạn dùng hàng đắt, hàng rẻ, nó về cái chi phí của ngôi nhà nó rất là phong phú. Bây giờ chỉ cần nói đơn giản, cái quần các bạn đi mua 100.000 bốn cái quần, và một cái quần 400 triệu vẫn có các bạn nhé. Nên là cái giá cả về ngôi nhà nó rất là vô cùng. Các bạn có bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu thôi ạ. Bên dưới bạn ốp sân bằng đá xẻ Thanh Hóa này.
và em ngựa sắt của mình đây các bạn nhé. Nếu các bạn có nhà đẹp cứ alo cho mình con ngựa sắt lại đến nhà để review căn nhà của bạn. Thiết kế lăm bậc bằng đá, các bạn hãy cho mình những cái nút thích kênh nhé. Mình đang làm cái công việc này bằng tất cả sự đam mê, yêu thích những ngôi nhà mới, yêu thích những cái khán giả của mình và đặc biệt yêu thích những cái quý khách hàng đang tin tưởng và gọi Nguyễn Tất Nhiên đến để tư vấn và thiết kế ngôi nhà của quý vị và các bạn. Cột vuông 50, ốp đá Alaska hết các bạn nha. Cửa gỗ lim. Khu vực nội minh đường, bạn ấy đang để trống. Mình chia sẻ vị trí rồi, đang ở Trung Nguyên các bạn nhé. Khu vực nội minh đường để trống và treo đèn chùm màu vàng là cách làm đúng các bạn nhé. Cầu thang thì bạn thiết kế vào chính giữa, nhưng mà lối đi xuống của cầu thang là đang tránh để không bị thoát tài ra cửa chính. Và ngay vế bên phải bạn thiết kế phòng thờ. Thiết kế toàn bộ những cái không gian chung vay mượn với nhau. Đó. Toàn bộ không gian chung vay mượn với nhau để ngôi nhà thoáng rộng hơn. Các bạn thấy ngôi nhà có thoáng rộng không ạ? Rất đẹp luôn. Phòng khách kết hợp với phòng bếp, kết hợp với cầu thang, với phòng thờ, diện tích gần 100 m². Và bên dưới này bạn thiết kế duy nhất một phòng ngủ của mẹ. Đó. Các bạn thấy ngôi nhà có rộng không ạ? Và bạn này, từ cái thiết kế nhà cho tới những cái đồ chơi của bạn thì nó cũng rất là có văn hóa này các bạn này. Cái hoa văn chống đồng Đông Sơn bạn ấy đã treo ở một cái vị trí rất là trang trọng luôn, đúng vị trí phòng thờ luôn. Hoa văn chống đồng Đông Sơn thì ý nghĩa của nó cũng gần như lá cờ Tổ quốc các bạn ạ. Cả nước Việt Nam mình chỉ có một cái hình tượng đấy, nó là cái hình tượng lịch sử của thời các vua Hùng dựng nước và giữ nước. Nên khi các bạn chơi cái hoa văn chống đồng Đông Sơn thì chúng ta lên chơi ở những cái vị trí trang trọng như vậy. Chứ còn rất nên hạn chế, nhiều bạn còn đưa xuống cả sảnh thì không nên đâu ạ. Và cứ kệ thế tự nhiên ạ. Cây đào chơi Tết. Chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Đúng rồi bạn Thế Đại ơi, tuy nhiên nếu công trình của bạn ở thành phố nó sẽ đắt hơn. Nó phụ thuộc vào công thợ xây, nó phụ thuộc vào thế đất, nó phụ thuộc vào vị trí của bạn làm nữa. Để lên giá cả của một ngôi nhà thì rất cần có tư vấn thiết kế và những cái bạn mà có chuyên môn tính toán thì nó sẽ hợp lý hơn. Bên dưới này có một phòng ngủ của mẹ già 16 m², rất là đẹp luôn này. Đó. Và toàn bộ mặt cầu thang thì bạn ấy cũng ốp bằng đá Alaska hết. Cầu thang gỗ kính để ngôi nhà thoáng sáng hơn. Khu vực cầu thang thì bạn còn thiết kế được giếng trời này và cắt CNC nghệ thuật. Hoa văn chống đồng Đông Sơn. Có nhé bạn Thế Đại ơi, mình thì thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp. Hơn cả thiết kế thì mình còn tư vấn phong thủy chuyên sâu và miễn phí cùng với quý vị và các bạn. Cũng rất mong được nối duyên để xây dựng những cái ngôi nhà mơ ước của quý vị và các bạn. Trước khi review tiếp thì mình xin quay một chút. Cô lên sóng một chút nhé cô nhé. Cô ngồi bên đấy đi ạ.
cô ấy thì cô đi xong ấy không cho này cho trẻ con đóng rồi trẻ con này cho em bé mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Mình là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay và cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp. Khi mà các bạn gọi mình đến thiết kế thì cái giá thiết kế mình vẫn đang làm với giá một cái giá rất là bình dân, 120.000 một mét vuông nhà. Cái các bạn được nhiều hơn là mình khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn trong căn nhà thật khoa học, thật hợp lý và có trình tự theo cái phong thủy tuổi này, đất này. Và khi tính phong thủy mình tính trên 3 yếu tố căn bản: thiên địa nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa. 3 yếu tố đó cân bằng trong ngôi nhà của bạn. Và đặc biệt mình tự tin quay lại những cái video mình tư vấn cũng như chia sẻ trực tiếp luôn ạ, để các bạn có cái sự đánh giá. Và mình cũng tự tin là cái đánh giá của mình nó hoàn toàn khoa học, hợp lý và thực chiến, mang tính thực chiến nhiều hơn. Cô ơi, cô ngồi đây con nhờ chút ạ. Vâng. Mà hôm nay thì mình đang đến nhà của một đồng đội của mình. Trước hết là để review căn nhà để các bạn cùng tham quan này. Sau đó là mừng tuổi mẹ của đồng đội mình. Và một việc nữa là mình cũng mua bánh về để mừng tuổi bố. Hôm nay bố mình 80. Và đây là cô, mẹ của đồng đội mình. Cũng nhân dịp đầu xuân năm mới con đến quay nhà. Con cũng có chút ít gọi là của ít lòng nhiều. Mừng tuổi cô. Sang năm mới mạnh khỏe. Cô cứ ngồi đấy ạ. Mừng tuổi cô sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là sống hạnh phúc bên cái không gian, một cái không gian rất là đẹp này mà các bạn đã làm để, thứ nhất là để báo hiếu là để cô có một cái không gian sống thoải mái hơn. Và cũng để sống cùng với các con thật hạnh phúc trăm tuổi cô nhé. Vâng ạ, cảm ơn nha. Thế năm mới bác lại đến để mà chúc mừng năm mới và mừng tuổi cho tôi được mạnh khỏe thêm tuổi mới. Cảm ơn bác, cảm ơn bác cho tôi gửi thăm để chúc mừng năm mới ông già. Thế sang năm mới thêm tuổi mới và chúc cụ được sống thọ 105. Các bác, các cháu sang năm mới được là mạnh khỏe, làm ăn càng cao. Cô chào khán giả con một chút. Chào khán giả. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Cảm ơn quý vị và khán giả. Vừa rồi mình cũng tranh thủ lúc review căn nhà, cũng chúc sức khỏe của cô và cũng lưu lại những cái hình ảnh đẹp của mẹ lúc còn khỏe, giúp đồng đội của mình. Anh em mình đã hợp tác với nhau là hôm nào sẽ đến Tết cũng là quay lại cái hình ảnh này. Và mình cũng sẽ giữ lại cái hình ảnh này của mẹ, của gia đình đến mãi về sau này. Thì nó có những cái ý nghĩa rất là nhân văn như vậy. Thì rất mong các bạn hãy cho mình những cái nút thích. Thứ nhất là để mừng các bạn chủ nhà có những cái căn nhà mới đẹp. Và cũng để mình có động lực tiếp tục chia sẻ. Giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mình tiếp tục chia sẻ ngôi nhà các bạn nhé. Đấy, khi mà chúng ta thiết kế căn nhà mà vay mượn tốt không gian ở trong ngôi nhà thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái không gian nó vô cùng thoáng rộng. Đó. Thực chất cái ngôi nhà này không to đâu ạ, nhưng mà khi mà các bạn vay mượn không gian tốt như vậy thì nhất là những cái ngày lễ Tết mà có 5-70 mâm cỗ thì vẫn ăn tất ở trong nhà luôn các bạn ạ. Và căn bếp của bạn ấy cũng rất là đẹp luôn này. Phong cách hiện đại. Tủ rượu, tủ đồ. Và
Và đây cũng là một cái bộ bàn ghế rất phù hợp với ngôi nhà mái Nhật các bạn nhé. Một tầng hay hai tầng thì đây là cái bộ ghế của mái Nhật các bạn nhé. Không biết là đắt hay rẻ, từ 3-40 triệu cho đến hàng trăm triệu các bạn có thể dùng cái bộ ghế, cái phong cách này. Nó chính là phong cách của người Nhật. Và bên dưới nó có rất nhiều những cái ngăn, cái hộc để đồ rất là tiện ích luôn. Còn bây giờ chúng ta chơi những cái bộ ghế tay cong á, thì nó vừa đắt mà nó không hữu dụng đâu. Nó không có nhiều những cái ngăn chứa thông minh như cái bộ ghế Nhật này đâu ạ. Đấy, chỗ nào nó cũng có ngăn để đổ hết. Kể cả bên dưới cái bàn này nhá, cũng có mấy cái ngăn kéo hết các bạn nhé. Và các bạn nhìn cái tủ này có tinh tế không ạ? Nhìn rất vuông, thẳng phẳng, đơn giản, nhưng mà trong nó là hộc tủ hết các bạn nhé. Rất hợp lý, nó không bị mất không gian và phẳng. Bây giờ công việc của chúng ta rất là nhiều rồi. Đi về nhà lau chùi vệ sinh mà những cái ghế cong của chúng ta nó sẽ rất mất thời gian dọn vệ sinh. Như cái bộ bàn ghế Nhật này, nó rất phù hợp với phong cách nhà mái Nhật. Các bạn xây một tầng hay hai tầng thì những cái bộ ghế như này, cái bộ kệ tivi như này rất phù hợp để chúng ta chơi đấy ạ. Khu vực phòng bếp, phòng vệ sinh, khu vệ sinh máy giặt, rồi là phòng tắm được thiết kế gọn ở bên dưới này. Và đi ra phía trước này là khu sân lướt này, nhà kho này, các loại này. Đó. Các bạn thấy không gian nó tuyệt vời không ạ? Và bên trên của căn nhà này thì thiết kế 4 phòng ngủ nữa, 5 phòng ngủ nữa. Bộ bàn ghế này mấy chục cô nhỉ? Bộ bàn ghế này là 45 triệu. 45 triệu. Bộ này 45 triệu các bạn ơi, kể cả mấy món thì nó cũng loanh quanh trong cái số tiền đấy thôi ạ. Ở bên trên thì có 3 phòng ngủ nữa, mình không lên trên nữa. Ngôi nhà này thì mình đã có quay thực tế rồi. Nếu bạn nào quan tâm chi tiết của các phòng ngủ bên trên, các bạn có thể tìm vào một cái video biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng mà mình đã quay rồi. Hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái ở bên dưới của cái tầng 1 này. Khi mà các bạn ngôi nhà này ở Vĩnh Phúc, Trung Nguyên Vĩnh Phúc các bạn ơi. Khi các bạn thiết kế mẫu nhà nào thì nó có phong cách của ghế bàn, rồi là nội thất của từng ngôi nhà luôn. Nếu là chữ U Lâm Gian thì nó là sập gụ, tủ chè, án gian, chiếu ngựa. Thế còn mẫu mái Nhật ấy, thì các bạn lại phải chơi cái bộ ghế như này. Và những cái giường nó cũng gần giống như này luôn ạ. Đó, các bạn thấy nó tinh tế không ạ? Ngồi rất sướng luôn. Ngồi ghế da mình thích nhất luôn đấy ạ. Nhiều bạn hiện nay thiết kế nhà vườn mái Nhật rồi là khoang cửa kính rất là to đẹp, nhưng mà cuối cùng là mua bộ ghế tay cong, quay luôn hai cái lưng ghế và cái khoang kính luôn. Vào nhìn cái ngôi nhà nó đã thấy nó thất vọng rồi. Thực sự cái kiến thức ở trong ngôi nhà để chúng ta xây dựng nó rất là nhiều. Vừa tốn tiền lại còn vừa tốn cái thời gian để các bạn tìm hiểu nữa. Nên là rất mong các bạn khi mà đầu tư những cái số tiền không hề nhỏ, 1-2 tỷ để xây căn nhà mơ ước cho gia đình, các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ để có những cái không gian sống đẹp nhất, tránh bớt những cái nỗi của chúng ta. Đó, và trong khi chờ đợi bạn lắp nhà, bạn làm bánh cho mình này, bạn đang làm căn nhà cho mình nhé,
Nhà đẹp NTN là mình làm cái bánh sinh nhật cho bố là hình căn nhà. Đó. Các bạn thấy tổng quan ngôi nhà có đẹp không ạ? Nếu các bạn thấy chia sẻ của mình chân thành hữu ích, hãy cho mình một nút thích kênh nhé. Không gian làm bánh luôn. Rất là đẹp, hợp lý. Hôm nay thời tiết đẹp quá, nắng ấm thì view nhà lên đẹp quá. Để tối ưu không gian, tối ưu tiền bạc, các bạn nên rất nên có đầu tư tư vấn thiết kế. Với cái tiền tư vấn thiết kế một căn nhà 2-3 tỷ nó chả đáng là gì đâu ạ. 1-20 triệu. Đó là cái đầu tư thông minh nhất quý vị ạ. Các bạn hãy cho mình một nút thích kênh và đăng ký kênh. Mình thì thường xuyên đi cập nhật những cái mẫu nhà mới hiện nay. Và thời gian gần đây thì mình rất hay phát sóng trực tiếp và chia sẻ trực tiếp với các bạn luôn. Mình thấy gì chia sẻ đó luôn. Hoàn toàn thật và để các bạn trải nghiệm như là các bạn đang đi tham quan thực tế cùng mình luôn đấy. Đấy. Các bạn nhìn cái hình thức, cái hình khối ngôi nhà có nổi bật so với cái xóm, thôn xóm không ạ? Xung quanh thì toàn nhà tự xây, đúc xúc rất là xấu, tự nhiên nổi lên một cái ngôi nhà mái Nhật thực sự nó đẹp, nó nổi bật luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tới đây. Chúc quý vị và các bạn đang xem được video này xây được những cái căn nhà thật đẹp, thật tiết kiệm. Những khu tiểu cảnh không thể thiếu được vườn rau sạch. Tự phục vụ luôn. Ngôi nhà này ở khu vực trường cấp 12 Trung Nguyên Vĩnh Phúc nha. Các bạn nào có nhu cầu ở gần gần mà có nhu cầu mua bánh sinh nhật thì liên hệ bạn Ngọc Anh nhé. Hôm nay nắng ấm, thời tiết đẹp quá, đẹp nhất mấy ngày Tết luôn. Mình xin kết thúc buổi chia sẻ này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.